rồi tôi gửi vào cả nhà. Trồn qua trồn đi nó xong. Bên kia cái nồi cân bô của em mình xong nó cả nhà. Cho nó thuận vô miệt vô vùng thì nó ok cả nhà. Cả nhà ơi, Quá ngon luôn. Bây giờ em mà bỏ vô miệng ngô để thêm ra các tí nữa xong cả nhà nha. Em đây nó cái bầu chín nữa là bắt đầu ăn. Đặt tí tiêu. Đây. Bỏ thịt ngon nữa cả nhà. Wow, thơm thì thôi lắm rồi. You can say what you want. I already know it's destiny. Maybe you should stop resisting me. Hello, welcome to my family channel. Thank you for watching. Hello cả nhà. Hôm nay em đi làm về em chuẩn bị nấu bữa cơm cho cháy ăn cả nhà nha. Đó. Cơm cháy thì em mua hai bịch chả cá thú đó cả nhà. Đó. Hai bịch này. Hiểu này cả nhà, đó, cái này là cá thú cháy nha cả nhà, đó, còn bên này đậu hũ, lạc này em chiên lên, em nấu với cân bầu, bên này là mấy cái đậu với lại bắp với cà rốt, lạc này em xào, em chuẩn bị được cái gì cây này ba rô này, đó, còn cây này thì ngò, còn gia vị thì khỏe lắm cả nhà, được mắm cháy, được tương dâu hào, tương ớt. Với lại bột nếm cháy và tiêu thôi nha cả nhà. Đó, rồi bây giờ em bắt chảo lên để em đi chiên dâu nha cả nhà nha. Em bắt chảo lên để đổ dâu vào để chiên đậu hũ này cả nhà. Đây, con gái nói chi? Cả nhà, mommy làm nào của con đẹp không? Wow. Sao con cột tóc lên? Đó. Năm qua được lên sụp mommy, mommy làm cho bồ nail này. Đưa bồ nail cho cả nhà coi nữa con. Đó. Nắm mau mới chiều cả nhà ơi. Hello cả nhà. Bây giờ em chuẩn bị bắt chảo lên để chiên đậu hũ nha cả nhà nha. Chảo. Cả nhà ơi, chảo này là em chiên đậu hũ nha cả nhà. Con chảo này là em ạt cà thú qua nha cả nhà. Đó, em chiên cà thú qua. Chả cà thú. Đó, em chiên qua xong rồi lạc rồi em sụt lại với lại măng măng ngọt ngọt cho hai cho con ăn chứ. Bỏ cái da đèn xuống trước. Cái da như cái da gì đó. Cái da cá. Đó là cá chay nha cả nhà. Dạ. Cá chay đó cả nhà. Món vàng lắm. Em chiên qua cho nó vàng tí cả nhà. Chấm nhỏ. Cả nhà ơi. Cả nhà. Em con ăn cơm người đậm sự lợi lắm với người da của con ăn chay. Yeah, con ăn chay thôi. Không. Em ấp chào mình qua cho nó hang thì nó. Chiên đậu hũ đây chứ hoa mà lạc mà em sao với lại bầu với lại nụ chén cánh bông một cố cánh bông nha cả nhà. Cả nhà ơi, cá chi của con giật thấm với măng. Vì con đi ở đây coi, vì nó bị kẹt khúc cờ. Cái này là cái chén nước sốt này lạc nhà em sốt với thêm chả cà thú, cà thú nữa cả nhà. Cái này là một muỗng tương ớt với lại một muỗng bột nêm với lại một muỗng nước mắm. Mắm chay. Dâu hào. Dâu hào chay. Một tương nha cả nhà. Bây giờ em quay cho điêu lạc nhà em sốt với thêm cà thú nữa cả nhà. Quay cho chim hai hình chốt áo. Chào kẹo.
bây giờ em coi cái nó vàng em gặp làm cái nhà nhá. Vàng. À, chưa ngon ha. Quá trời ngon. Quá là đang chỉ phải câu không? Về golden brown. Về vàng là golden brown. Tiếng Anh gọi là golden brown. Cái này dày quá, nó như chưa có ngon. Đã, đúng rồi. Để áp chảo cái này cho vàng xong rồi đấy. Càng như vô tới. Có như cái miếng kia vàng đã không kìa. Thôi chờ chút đi, chút nữa. Dạ, đúng rồi. Anh thích vàng thì đúng rồi. Seaweed chay. Dạ. Anh thích vàng thì vàng luôn, cho nó golden brown. Golden brown. Yes. Bây giờ em bắt cái chảo lên, bây giờ em phủ cái ba rô cho nó vào tỉnh nữa cả nhà. Em phủ cho nó thơm một tỉnh ba rô này. Bây giờ cái ba rô của em được rồi, bây giờ em đổ cái chén sốt này vào cả nhà nhá. Em đổ chén sốt này vào. Bắt đầu em nấu cho chén sốt, cái sốt này nó kèo là nên em đổ cả, em đổ cà tú vào cả nhà. Đây là đậu hũ cũng dân tuệ mặt đi cũng cả nhà. Đậu hũ nó kèo một tỷ nhé cả nhà. Xong rồi em bỏ cà tú vào. Bây giờ cái nước của em kèo cái cả nhà này. Bây giờ em bỏ cà cú vào nha cả nhà nhé. Wow. Nhìn thấy nó hấp dẫn anh hả? Cái gì đó? Cái gì đó? Ừ. Cái gì đó? 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 Xong đây cả nhà, bây giờ em bỏ con tỷ ngon cả nhà. Bỏ con tỷ ngon, em rắc thêm tỷ tí luôn nha cả nhà. Mẹ ơi, ngồi chị hay mình chốt ra, mình ăn xuống. Mình sống ra sao? Ngái duyên quá, ngái nói nhiều phần á. Ngon cái này cả nhà ơi, hấp dẫn anh nha. Quá trời ngon luôn. Nói chung giờ đói rồi, cái nồi này sắp sửa lên bếp được rồi nè. Em nấu canh, bây giờ em đổ dầu vào để nấu canh. Ai bỏ đi nhau vào đi xuống nữa không? Không con. Đây là cả nhà. Bây giờ em tắt lửa cho cả nhà. Ơi, đó. Rồi vô nặng được cả nhà, bây giờ em đổ, em bỏ. Nó rô vô. Không đặt rồi ơi. Em đã bao vô cho nó một hàng cho một thôi nha cả nhà nha. Cả nhà ơi, mommy không đậu chính khi thằng chôm áo vậy. Nói chung và nói lại đi. Đã mời các nói lại đi. Bỏ đi con, bỏ đồ vụ ra. Chào mừng my daddy. Chào mừng my daddy nó. Rồi em cho cái đám một muỗng nước lem. Với lại một muỗng nước mắm. Nước mắm. Nước mắm gì đó. Nước gì đó. Rồi.
Cơm xong rồi. Cơm xong rồi, bây giờ đồ ăn chín là vừa rồi. Rồi em nấu tô canh bầu là vừa rồi cả nhà. Cơm bị cái chi xong rồi. Rồi bây giờ em bắt chảo bên đây để em xào đồ cả nhà nha. Cả nhà con bị cái chi xong rồi. Cơm. Cơm xong rồi. Đồ vào rồi cả nhà, bây giờ em đổ mấy cái đồ vào em xào. Đầu với lại bắp với lại ta tử nha cả nhà. Xào cái này cũng ngon lắm cả nhà. Chị qua mâm cái bánh để nói không? Tại vì mình ăn chay. Ha ha ha. Sao kiểu gì hông? Mình kiểu gì tươi. Em đổ vào đây chị nhật mắm cả nhà. Rồi nhiều mụn học nghe. Dầu hào. Ngày em ăn hai loại dầu hào cả nhà. Dầu này là dầu mặn nha cả nhà. Còn bên kia là dầu dầu con tôm gì á. Con sò. Dầu hào mặn mặn. Con xanh đỏ đỏ cho mình nhỏ mà thích không cả nhà. Em bỏ vô tủ lương để cho nó dìu xuống cả nhà nhá. Nó ăn nó được ngọt. Thích bảo ngon. Ừ. Cái con thích chai được ngon được ngon rồi. Wow, nhìn đẹp anh hả? Con được để chi xăm con đúng không? Con được để chi xăm không? Wow, ngon quá. Em dâng vào đây tỉnh nhiều các cả nhà nha. Cái đầu nó chín. Cơm xong rồi. Nó chín cả nhà em đổ đầu hủ vào. Nó xong. Cơm xong rồi, dinh dinh con. Ừ, cơm xong rồi bây giờ rồi nó ăn rồi tốt. Nó chín ngon dễ sử. Trường qua trường đi mình đã xong. Trên kia cái nồi canh bô của em mình đang xong nó cả nhà. Cho nó thuận vô miệng nó vừa một tí nữa là ok đó cả nhà. Cả nhà ơi, em bị gió hứng lắm. Cái đồ thì có người trai mình thật ngon. Ngon quá hả? Quá trời ngon luôn. Bây giờ em mà bỏ vô miệng ngon về thêm ra các tí nữa xong nó cả nhà nha. Cái đề nó cái bầu chín nữa là bắt đầu ăn. Đặng tỉ tiêu. Rồi. Bỏ thịt ngon nữa cả nhà. Wow, thơm thì thối lắm hả? Thật ra con thịt tỉnh thịt chín nó sẵn luôn. Để có người ăn. Cả nhà ơi, bây giờ em nấu chín đâu nè cả nhà này. Đó. Cái này là dĩa đồ xào, đồ hủ với lại đầu với lại bắp với cà rốt. Còn bên này thì canh bầu nữa cả nhà. Đó, chị ăn mực tương. Còn cái này là cà thú cháy. Đó, vậy cà thú ngon cái thôi rồi. Rồi cơm nha cả nhà. Đó. Rồi, bây giờ em bưng lên bàn ăn nha cả nhà. Hello cả nhà. Hello cả nhà. Em chào cả nhà luôn. À, hôm mời nay chị ăn cơm. Ăn cơm cháy này cả nhà này. Con gái đã nó bụng rồi. Con bỏ lạp xưởng vào đi. Lấy cái muỗng bỏ vào không được á. Hay con chạy ra lấy cái miệng cho mẹ đi ha. Dạ, đi từ từ thôi. À, đã ăn này cả nhà. Đó, còn cái này thì nho lạc ăn tràn miệng á cả nhà. Anh ăn thử miệng cái cà thú có thử có ngon anh. Mời cả nhà ăn cơm nha. Đợi bùng hết rồi đi làm với ai cũng đợi bùng hết cả nhà. Cái là cái tô chay nha cả nhà. Bắt cơm nữa rồi. Thức cơm nữa rồi.
dài như cá thịt. Giống như cà thu thôi nó cũng còn dài đó. Chà cà thu nó còn dài. Ngon. Nói thiệt lòng nha. Bá chế được chết không? Đã cần lạc thì bỏ nước tương vào này cả nhà. Ơi, em mời cả nhà ăn cơm. Mà cả nhà ăn cơm. Dạ con mời cả nhà ăn cơm. Đúng rồi, giỏi quá. Anh này giỏi quá. Con có xịt miếng nước tương không? Bá xịt cho miếng đấy. Dạ. Bà xin cho em một miếng thôi còn lạc nữa bà nghe. Hôm nay anh gái em nó ăn cơm phải lập sườn cả nhà ơi. Nước xì dầu. Hát lại luôn. Đậu bắp ngon. Con cho ấy đi, bà múc cho con một miếng con ăn thử đi. Để cái chén. Nấu sao rồi? Đâu có xào đâu, ngon nó thơm mà con. Thôi. Ok rồi bà múc cho em miếng nước kìa ba. Có thể cái chén đấy cho ba múc cho em miếng nước. Em hợp được thì hợp con không thôi. Tránh tránh hành ra và lâu 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 ăn cháy cũng ngon hì. Ngon. Mà Cương em cũng thích ăn cháy lắm cả nhà. Ăn cháy mà nấu đủ vị như vậy thì hẳn cũng đủ chất mà cả nhà. Ngon. Dạ. Ok anh con. Không. Ok không thôi bỏ qua cho ba con. Con thích thì thôi bỏ qua cho ba. Dạ cái gì ăn được thì ăn ăn được cũng sao cả. À. Uống nha. Cái rửa con từ 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 đó. Để xuống từ từ từ. Để xuống. Để cái tay lấy xuống lạc này mà rửa cho. Ừ. Nói ngon luôn. Con không ăn cả chi thế. Cảm giác lâu 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 ăn cháy bữa cũng ngon cả nhà. Ngon. Rồi Cương ăn cháy là Cương thích lắm. Bất kỳ rồi. Gãi điều đó. Chén thứ hai coi. Ăn ngon quá. Hả? Bác ông vô sát cái bình chân. Ừ. Bà hấp phiền canh. Hồi mami ông vô xí rô tí của tôi không mua mặt phật kẹt. Bầu. Bầu. You made a mistake. Em bầu. Yeah. Đủ. Từ từ cơ. Ngọt cứ ăn ngon quá cưng ơi. Wow, nhìn ngọt, ngon. Bầu tưới luôn mới mua luôn. Bầu mới hái đúng không? Bầu người ta mới hái xuống. Ngon. Quá trời ngon. Rồi bây giờ hãy cho con nè. Dạ, con bye bye. Dạ, con bye bye cả nhà. Cái gì? Bye cả nhà nha. Dạ, em bye bye cả nhà luôn.